Kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN, đây là chương trình Phật Pháp Đời và Đạo với Du Tăng Thích Minh Tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Con Du Tăng Thích Minh Tịnh thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài, pháp giới được trọn thành Phật đạo, củ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào anh Trúc Hồ của đài SBTN cùng khán giả của đài SBTN. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa sư, một trong những điều mà con muốn tìm hiểu là Phật là ai và vì sao Phật đi tu? Phật là ai? Phật là ai? Phật là ai? Chúa là ai? Có ai biết Chúa không? Có ai biết Phật không? Xâm chung dậu Phật, Phật đạo tu hành tại tâm trung, Phật tại tâm chứ tầm đâu xa. Đó, thân thể của anh là ngôi đền thờ Đức Chúa Trời ngự trị vào bên trong. Chúa với Phật là đều ở trong tâm mình mà ra. Nhưng mà Phật là ai? Phật là ai? Mình phải biết Phật là ai, mình phải hiểu. Theo Phật mà không hiểu Phật đó là phỉ báng Phật. Đó, theo Phật phải hiểu Phật. Đó, mình cũng như là bên đạo Công giáo theo Chúa mà không hiểu Chúa đó là phỉ báng Chúa đó. Đó, bởi vậy nên đạo Phật là theo Phật mà không hiểu Phật, đó là phỉ báng Phật. Vậy Phật là ai? Phật đó mình phải hiểu tiếng Phật. Phật nó là Buddha. Phật là Buddha, mà Buddha nghĩa là gì? Là nghĩa là awakening, to understanding, to enlightenment, to nirvana. Nghĩa là Phật là đấng toàn năng, toàn giác, chánh đẳng, chánh giác, vô ngại, tự tại, vô thượng, vô lượng, vô biên, bất khả tư nghì mới gọi là Phật. Phật là Niết Bàn, Phật là no more suffer, là không còn khổ não, không còn sorrow, không còn coi như là khổ não nữa. Đó mới gọi là Phật. Đó quý vị phải hiểu rõ Phật là như vậy đó. Chứ không phải Phật là ông Phật vàng, Phật trắng, Phật xanh, Phật đỏ, Phật ngồi, Phật đứng là Phật đâu, không phải. Vậy đó, quý vị thấy cái đó là cái hình tướng bên ngoài mà quý vị hiểu. Và tại sao mà Phật lại đi tu? Tại sao anh Trúc Hồ có hỏi là đó là tại cái vấn đề, coi như là cái đề tài hôm nay là tại sao Phật đi tu mà Phật là ai? Đó là vì do một cái đại nhân duyên, vì do một cái đại nhân duyên Phật mới coi như là hạ, coi như là giáng trần, coi như là hạ sanh giáng trần, để mà vì có một cái đại nhân duyên để mà cứu độ chúng sanh. Phật ở trên, nếu mà trong cái lịch sử của Phật đó, the historical life story of Sakyamuni Buddha, là sư đã cho, sư có cuốn sách Phật, ông Phật ở trước ma, con quỷ ở sau đó, là cuốn sách Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuốn sách này là quý vị, đó quý vị nhìn cuốn sách này quý vị ở toàn, ở các tiểu bang chỗ nào cũng có Phật ma, toàn bộ nền tảng căn bản đều nằm trong này hết. The historical life story of Sakyamuni Buddha, chỉ rõ vừa tiếng Anh tiếng Việt đó, quý vị coi đây là biết hết toàn bộ nền tảng căn bản 37 phẩm trợ đạo Bồ Đề, tứ niệm xứ, lục độ bát chánh đạo, tứ diệu đế, lục độ bát chánh đạo và thập nhị nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo Bồ Đề, tất cả nền tảng căn bản đại cương tóm tắt tinh hoa trọng yếu lược giảng của người tu học đạo giải thoát sanh tử đều nằm trong này hết, quý vị coi qua mới biết được. Vậy đó, với cái thời gian lên đài truyền hình là có mấy chục phút mà nó quá, nó không có thời gian mà để trình bày hết cái cuộc đời của Đức Phật Tổ Thích Ca được. Sự summary gom gọn là đây hết. Formula summary gom gọn là đây. Đó, để cho quý vị biết rõ là đó, quý vị biết rõ để mà tìm hiểu về đạo Phật như thế nào. Dạ, tại sao Phật đi tu? Tại sao mà Phật đi tu là tại vì sao? Phật khi mà ngài còn là thái tử đó, lúc đó ngài là Bồ Tát thái tử đó, là ngài có vợ, ngài có là coi như là ngài có vợ đẹp con xinh, nhà cao cửa rộng, vinh hoa phú quý, quyền lực sức mạnh, ngài là chuyển luân dương đó. Nhưng mà tại sao ngài đi tu? Ngài đi tu là một hôm thầy, một hôm đó là vua thấy ngài coi như là suy tư, là ưu tư, buồn. Ngài ngồi dưới gốc cây suy tư thì vua đó
vua mới nghĩ là ngài sẽ đi tu, tại vì ngài hồi lúc mới sanh đó là ngài A Tư Đà đó là nói là Đức Phật sau này sẽ đi tu. Và đó bởi vậy nên vua sợ, vua mới cho là ca múa hát, ca nhạc múa hát rồi party rồi đó, là cho ngài vui, gái đẹp rồi luôn luôn lúc nào cũng quanh ngài hết để cho ngài vui. Nhưng mà một hôm ngài cái xong cái buổi tiệc ấy, ngài nhìn thấy đó buổi tiệc hay cuộc vui nào cũng tàn, ngài nhìn thấy cung nữ đó, cung nữ coi như là vẻ đẹp vô cùng đó, bây giờ phấn son nó trôi hết rồi, mặt tàm lem tuốt luốt, say rượu rồi đó, rồi ngủ rồi ngáy rồi rồi thở rồi, trời ơi hôi hám. Rồi ngài nhìn thấy đó, nhìn thấy như những xác chết mà nằm vậy đó, ngài thấy cái cảnh đời đó, ngài thấy cái cảnh đời nó đó, ngài hiểu được cái đến rồi đi, họp rồi tan, buổi tiệc hay cuộc vui nào cũng tàn. Ngài thấy được cái vô thường, ngài thấy được cái vô ngã, rồi thấy con người khổ não sanh già bệnh chết. Ngài đi ra bốn cửa thành, ngài thấy coi như là ngài thấy người 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 già, người bệnh, người cùi, người đau khổ, rồi bắt đầu người chết chôn cất đó. Nhưng mà cuối cùng ngài thấy cái một vị tu sĩ đi tu nên ngài mới thấy được, ngài quyết định là xuất gia tầm đạo giải thoát. Nên ngài coi như là giữa coi như là đêm khuya, ngài coi như là ngài cùng Sa Nạc là vượt dòng sông Aloma, là qua bắt đầu ngài đi vào rừng để mà là tầm sư học đạo đó. 6 năm trong rừng già đó rất là đau khổ, khổ đau đó, rồi kia nó trải qua trăm cay ngàn đắng, 6 năm thiền định trong rừng già, ngài tìm các phương pháp, ngài học tất cả hết, cuối cùng ngài ngộ, ngài một đêm coi như là ngài ngộ ra lúc sao mai mới mọc đó, ngài thiền định dưới cội cây bồ đề, ngài chứng ngộ toàn năng toàn giác, chánh đẳng chánh giác, vô ngại tự tại, vô thượng vô lượng vô biên, bất khả tư nghì đó. Ngài đó là vì ai và tại sao ngài xuất gia? Ngài vì chúng sanh nhân loại đó, ngài vì chúng sanh, ngài quá thương cái nỗi khổ của chúng sanh, đó chiến tranh này kia là giết chóc tàn khốc đau thương, ngài thấy vô thường khổ não và vô ngã, ngài thấy một ngày nào đó mình sẽ phải già, phải sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời, ngài thấy giàu có quyền lực sức mạnh như thế nào rồi cũng phải chết. Do đó ngài thấy được, ngài thấy nói chung là ngài đã thấu rõ hiểu rõ biết rõ là cũng như là cái vô thường khổ não và vô ngã, đó là tam pháp ấn, đó là sau này lời Phật dạy, đó là tam pháp ấn, đó minh sát tuệ tam pháp ấn. Tam pháp ấn minh sát tuệ là dùng trí tuệ để quán sát, quán chiếu, coi như là quan sát thật tướng của thế gian. Mà thật tướng của thế gian là vô thường. Tất cả xum la vạn tượng, sơn hà đại địa đều không có thật. Nó đến rồi đi, họp rồi tan, buổi tiệc hay cuộc vui nào cũng tàn. Do đó bởi vậy nên Phật thấy được cái vô thường, vô ngã và khổ não. Con người sống trong cái nỗi khổ nên Phật quyết định để xuất gia tầm đạo giải thoát, để coi như chẳng những giải thoát cho mình mà Phật muốn là giải thoát cho chúng sanh nhân loại. Đó, Phật tự độ rồi mới độ tha, rồi tự giác rồi giác tha. Phật hoằng dương chánh pháp, Phật phổ độ chúng sanh cho đến ngày hôm nay là gần 3.000 năm nay. Đó là như vậy đó. Đó là cái tại sao mà Phật đi tu, và tại sao Phật bỏ, thấy chưa? Đó, mình á, Phật bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, vinh hoa phú quý, cao sang quyền quý, đó coi như là sức mạnh quyền lực Phật bỏ hết. Còn bây giờ mình đi tu, mình đi tìm coi như là xây nhà thờ, xây chùa, xây miếu, xây đó đó, mình đi kiếm tiền này kia, là thiệt mình đi cái đó là mình đi sai đường của Phật dạy rồi đó. Là bây giờ thì không biết nói làm sao, thì cái đó là chuyện của thôi, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, ai hành mới biết, ai đi mới tới. Đó, thì hôm nay là nhờ cái câu hỏi của giám đốc của đài SPTN là anh Trúc Hồ hỏi về, anh Trúc Hồ là người Công giáo, nhưng mà thật sự mà ảnh muốn nghiên cứu về Đạo Phật, dạ, ảnh muốn nghiên cứu về Đạo Phật, nên sư đem tất cả coi như là tinh hoa,
là tấm lòng để gọi số lượng nó gọi là nhiều hay là ít, chất lượng tốt là xấu, thầy thầy sư đem cái tâm lượng để mà gửi đến anh Trúc Hồ cùng chư Phật tử đại chúng cùng cùng khán giả của đài SPTN đó, để tường lãm để biết rõ về cuộc đời của Đức Phật Tổ Thích Ca, đó là như vậy đó. Khi mà Đức Phật ra đời thì ông vua ông có nghe một người nào đó nói là ông này lớn lên sẽ đi tu. Dạ đúng rồi. Vậy là trong cái thời đó đó, mấy ngàn năm trước á, trước khi mà có Phật á, thì đã có một cái đạo nào để người ta đi tu hả sư? Đúng rồi. Đó, hồi trước đó là có cái đạo Bà La Môn. Bà La Môn, bởi vì cái năm giai cấp á, năm giai cấp Ấn Độ vào thời đó có năm giai cấp, cũng như ở Việt Nam mình và Trung Hoa có năm giai cấp, mà sư đã nói cái mấy clip trước rồi, là sĩ, nông, công, thương, binh. Sĩ, nông, công, thương, binh đó, sĩ là giới trí thức, nông là nông nghiệp, công là công nghiệp, thương là thương gia, binh là binh sĩ. Đó là năm giai cấp đó quý vị. Còn bên Ấn Độ vào thời của Đức Phật có năm giai cấp là Bà La Môn. Bà La Môn là theology, tu theo thần đạo đó, là tu theo cõi trời đó, là thượng đế đó. Tất nhiên là khi là mà thật Phật mới ra đời là trước đó đã có đạo Bà La Môn. Có đạo Bà La Môn trước rồi. Đạo Bà La Môn có trước rồi. Vậy đó, có trước đạo là Bà La Môn rồi. Đạo Bà La Môn là coi như là những người tu sĩ theo thần đạo. Đức Phật đi tu đó, mà Đức Phật 6 năm trong rừng già, Đức Phật có theo những người Bà La Môn, họ tu theo kiểu mà hành sát khổ hạnh, rồi họ tu đủ thứ hết trơn á, họ tu theo nhiều kiểu lắm, nhưng mà Đức Phật nhìn thấy được họ không có được giải thoát. Đức Phật biết được, Đức Phật tu với thầy nào là rồi, bất cứ Đức Phật tu với ông thầy nào sau ông thầy đó làm đệ tử của Đức Phật. Vậy đó, tu mới vô làm thầy, sau là quy y với Đức Phật làm đệ tử hết. Vậy đó, tại vì người ta chỉ biết chỉ bởi vì cái cõi trời nó chia làm ba cõi giới, gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà cõi trời nó vẫn còn luân hồi sanh tử. Bởi vì trong kinh Kim Cang có chỉ rất là rõ ràng, dù là vua ở cõi đất hay là chúa ở cõi trời cũng không sao sánh được quả vị Tu Đà Hoàng. Chỉ có cái tu hành giải thoát sanh tử mới ra khỏi, là phải siêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành trung, là phải vượt ra khỏi ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành mới là giải thoát sanh tử. Nhưng cõi trời vẫn còn luân hồi, hết phước là quả tới. Quý vị thấy tiên mắc đọa không? Đó, tiên mắc đọa đó, thần thánh đều bị đọa hết, đều bị coi như hết phước là quả tới liền nếu mà không biết tu. Thì bởi vậy nên đó cái cõi trời nó chia làm ba cõi giới, rồi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không có thoát qua được. Nó cũng lên rồi xuống rồi lên rồi xuống rồi lên, cứ vòng đó hoài. Bởi vậy Phật mới tìm ra được cái nguyên lý, tìm ra được một con đường để giải thoát sanh tử, không còn sống chết, ra vào tự tại, muốn ra là ra, muốn vô là vô đó, muốn lên là lên, muốn xuống là xuống. Đó là như vậy đó. Thưa sư, hồi nãy sư nói là khi đó thời Ấn Độ có năm cái, thứ nhất là Bà La Môn, có năm giai cấp đó. Là thứ nhất là Bà La Môn. Bà La Môn là người, mấy người mà tu sĩ đó theo thần đạo đó, là theo trời đó, họ có cõi, họ có trời, họ thờ thượng đế, đó, cõi trời đó, họ thờ thượng đế. Vậy đó, họ thờ là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, là vậy đó, họ thờ là cõi trời đó. Rồi thứ hai, cái đó là thứ nhất là Bà La Môn, thứ hai là Sát Đế Lỵ. Sát Đế Lỵ đó, Sát Đế Lỵ là vua chúa đó, quyền lực, sức mạnh và quyền lực đó, vua chúa nắm coi như sanh sát, đó là vua chúa. Cái hạng thứ hai, hạng thứ ba là vệ xá, hạng thứ tư là Thủ Đà La, còn hạng thứ năm là Cùng Đinh Mạc Kiếp, là coi như là Chiên Đà La đó. Nói lại một lần nữa là Bà La Môn, Sát Đế Lỵ, Vệ Xá, Thủ Đà La và Chiên Đà La. Vệ Xá là gì thầy? Năm giai cấp. Vệ xá là những người thương gia, là làm ăn, là thí dụ gì đó, làm này làm rồi kia. Thứ tư là cái gì? Thứ tư là Thủ Đà La, những bậc hạ tiện.
À, hạ tiện á, hạ tiện những người không trong tốt. ngu cu đen á, còn còn chiên đà la đó là những người đó họ vào thời đó ghê lắm, đi mà đụng cái bóng thôi là họ giết liền. Cái bóng của người đó mà chạm vào cái của người khác đó là họ giết đó. Hung hăng dữ gì? Ừ, vậy đó, họ họ sợ ô uế đó, hạng À. đó là hạng coi như là cùng đinh, coi như là đê tiện, coi như là họ coi như là súc vật À. đó. Hồi xưa nó kỳ thị lắm, hồi À. xưa kỳ thị, bây giờ nó gọi là discrimination đó, là kỳ thị lắm quý vị ơi. Đó, da trắng, da này da kia đó, đó là kỳ thị rồi, huống chi là vào cái thời đó là phong kiến, thời đó phong kiến đó, ở coi như là bên Trung Hoa cũng vậy nữa đó. Quý vị thấy không, đó cái đó những cái dân nô lệ mà nô lệ suốt đời mãn kiếp đều như vậy đó. Sanh ra là họ nô lệ đó, là gì đó. Bởi vì nên quý vị phải hiểu rõ đó, từ chỗ đó Phật thấy bất công, Phật mới phá hết. Từ khi có Phật là phá hết đó. Hồi vào thời Đức Phật á, có ngài Ni Đề. Ni Đề đó là ngài ngài gánh gánh xin lỗi gánh phân gánh cứt á, người ta đi cầu ra đó là ngài lợi hốt cứt hết, ngài gánh rồi ngài đi đổ, ngài đi đổ, ngài hôi thối mà ai cũng xa lánh, người ta chọi đá ngài khổ lắm. Đức Phật thương, Đức Phật mới nhận ngài làm đệ tử rồi bắt đầu cho ngài tu hành. Thì trời ơi, vua chúa vào thời đó đó, các nước đó lân bang chư hầu, vua chúa đều nổi điên hết, nổi giận hết. Tại sao mà Phật lại 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 phá một cái là coi như kinh thiên động địa, Phật lại nhận một cái người mà cái hạ đê tiện mà ghê gớm vậy, cái bóng nó mà còn không dám đụng tới, mà có tại sao Phật nhận làm đệ tử? Phật là coi như là quyền quý cành vàng lá ngọc mà tại sao Phật nhận ngay đường đó? Thì ông vua ông rầm rầm rộ rộ ông đi tới, ông giận dữ, ông đi tới thì ông thấy một ông sư đang ngồi trên tảng đá. Ông thấy một ông sư uy nghi đỉnh đạt, ông sư đường đường chính chính, ông sư coi như là giờ đó đường đường chính chính. Ông tự nhiên cái lòng ông vua đó mới quỳ xuống, dạ bạch ngài, con đến đây muốn gặp Đức Phật, xin ngài thông báo cho Đức Phật biết. Vị sư đó mỉm cười rồi nói vài câu, rồi ngài đi đi vô đá, ngài đi xuyên đá luôn, ngài dùng thần thông đó, đi xuyên đá luôn, đi xuyên vô đá rồi báo với Phật, rồi xong rồi ngài đi xuyên đá đi ra, rồi đi xuyên xuyên vô vách núi á, đi ra thì ông vua chỗ vui thấy ông vua là tác cận 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 thần quân lính đều sợ hãi hết, quỳ mọp xuống hết, quỳ mọp xuống nha, cái người đó cái nói cái vua bắt đầu vô tới Đức Phật. Vô tới Đức Phật thì vua thấy cái người tỳ kheo này đó cung kính quá, cái vua đi vô gặp Đức Phật, cái nói Đức Phật tại sao Đức Phật lại phá cái luật lệ, tại làm kinh thiên động địa, tại sao Đức Phật giận những cái đó, hồi nào tới giờ bao nhiêu ngàn năm nay đâu có cái cùng đinh mạt đế, cái cùng đinh mạt kiếp, cái hạng bần tiện, cái hạng dân ngu cù đen mà tại sao Phật lại cho nó gần là làm ô uế, là trong tăng đoàn, mà trong tăng đoàn hồi đó là cũng như là các bậc thánh tăng, các bậc quyền quý cao sang không, mà tại sao mà Phật làm như vậy? Phật là xuất thân là một thái tử thì được đó, các này kia nọ, mà tại sao mà người vậy, mà tại sao mà Phật lại như vậy đó? Cái Phật nói ai nói ông Ni Đề, ông Ni Đề đó là ông nào? Cái nói là ok vậy để ta kêu ông vô đó, kêu bắt đầu kêu ông Ni Đề vô thì Đức vua thế giới kinh hoàng hết, là mình đã quỳ lại ông này rồi, đã quỳ lại ông này trước rồi. Bởi vì nói đừng có, tại vì con người cái tâm phân biệt thôi, với con người cái tâm phân biệt, bởi vì đừng có nhìn cái hình tướng cái bên ngoài. Con người vì cái tâm, con người có ba cái tâm mà con người phải luân hồi sanh tử mà phải chịu khổ. Ba cái tâm gì? Cái tâm vọng tưởng, vọng tưởng, vọng tưởng, cái tâm phân biệt, phân biệt, phân biệt, phân biệt trắng đen, phân biệt cao cao sang hay là sang hèn, giàu nghèo, cao ốm mập thấp, cái tâm phân biệt đó. Phật thương yêu con chó con mèo, con người đều bình đẳng như nhau hết Phật đó. Thứ nhì Đó, là đó, đó, bởi vậy nên á, bởi vậy tại vì có cái tâm phân biệt, thứ nhất là cái tâm vọng tưởng, vọng thứ tưởng là gì hai là cái thầy? tâm phân biệt Tâm vọng tưởng là tâm như thế nào? tâm vọng tưởng thí dụ chút hồ thí dụ chút hồ với vợ chút hồ đang rửa chén đi nấu cơm rửa chén đi, nhưng mà cái tâm lại nghĩ vô hãng rồi,
hay là nghĩ vô đài rồi, hay là nghĩ về Việt Nam rồi, đó là vọng tưởng đó. Đó là vọng tưởng đó, cái vọng tưởng mình nó đi á. Dạ. Tề Thiên Đại Thánh phải ra ngoài sân niệm chú Kim Cô, dùng cân đấu dân bay lên thiên cung, bay xuống thiên cung, mình hơn Tề Thiên Đại Thánh, mình đang lạc rao cái phóng về Việt Nam đi. Ngay tức khắc, đó là vọng tưởng á. Vọng tưởng điên đảo mà. Đó, làm cái này nghĩ cái kia, nghĩ lung tung hết. Sự ham muốn. Đó, ham muốn đủ thứ nữa. Nghĩ ngợi lung tung, đó cái tâm á, vọng tưởng mà. Vọng tưởng, mơ tưởng, đó, mơ tưởng, tư tưởng, đó, tư tưởng, đó, phân biệt, rồi tới cái phân biệt. Phân biệt giàu nghèo, sang hèn, thấy người giàu thì theo, tới. Đó, thấy người giàu thì đội lên đầu, thượng đội, thấy người nghèo thì đạp nó xuống đất. Đó, khinh dễ nó, đạp nó xuống đất, thượng thì đội lên đầu, đạp hạ thì đạp dưới đất. Đó là thượng đội hạ đạp là như vậy đó. Đó, bởi vì quý vị thấy con thấy bây giờ con người phân biệt cái kiểu mà thượng đội hạ đạp hơi nhiều. Đúng rồi, đó nịnh nịnh. Bữa hôm có mình nói cái giảng đề tài bưng bô đó, đó là như vậy. Bưng bô là nịnh bợ đó quý vị. Bưng bô đó, nịnh bợ đó là coi như lòn tâm cuối. Phân biệt rồi cái cuối cùng là gì? Phân biệt là cái tâm, cái cuối cùng là tâm chấp trước. Chấp trước. Chấp trước á, chấp mình đúng. À, chấp mình là cái này đúng cái kia sai, chấp là coi như là cái này tốt cái kia xấu đó, chấp á là cái tôi mình á. Ừ, cái tôi, cái ngã, cái tôi, cái ta đó. Dễ, dễ sợ không? Tâm cái chấp trướng. Ừ, tâm nghĩ tới cái tôi mình nhiều quá. Ừ, đúng rồi, nghĩ là it's me, it's mine. Dạ, dạ, dạ. Tôi mà. Ừ, cái tôi, cái ta mà, cái ngã mà, cái ngã. You have to kill your ego first before they kill you. Dạ, be humble. Kill your ego. Đó, vậy đó, cái lúa thì cái ngọn lúa lép nó đứng sững lên nè, cái ngọn lúa quằn nó mà mọp xuống nè, đó giống như cái ngã như cây lúa lép thôi đó, vậy đó. Đó còn cái cây lúa quằn nó mọp xuống nè, đó phải khiêm cung, phải cung kính, phải khiêm cung đó, phải đó, dạ đó, phải khiêm tốn. Ừ, khiêm tốn, khiêm cung và cung kính, rồi phải nhún nhường, đó, nhường nhịn đó, nhường là nhịn. Nhường nhịn đó là như nhẫn nhục đó. Thì ba cái tâm nó hay ở đây. Ừ, tâm vọng tưởng. Tưởng phân biệt và chấp trước. Bởi vậy Phật mới đi tu là như vậy đó. Và Phật mới thấy được rồi cái... khi mà ông vua ông thấy cái ông hồi xưa vô ông, thường khổ não và vô thấy cả. Cái ông này mà ông mà tới mà để mà nói mà ông mà đi gánh phân á, ông vua ông thấy ngạc nhiên hả? Ừ, ngạc nhiên quá. Đức Phật bắt đầu trình bày xong rồi, giảng cho ông một bài pháp xong rồi, ông bắt đầu ông không còn tâm phân biệt nữa. Không còn, hồi đó ông phân biệt mà, ông phân biệt tao là vua, mày là coi như là mày là đi chở phân. Mày là cái thằng cùng đinh cú đế. Gà dịch cà 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 cạc mà mày dám đứng đây với tao hả? Hồi xưa mà không dám nhìn mặt vua nữa nghe, nhìn mặt là nó giết luôn á. Hồi xưa phân biệt nhiều. Hồi xưa đó, vậy đó phải quỳ cúi xuống sụp lại này. Đó, không dám nhìn nữa, không dám ngước mặt lên nhìn. Đó, phải phủ phục đồ này kia nọ. Đó, tôn ti rồi, cái như là thượng hạ rồi, phân biệt đủ thứ hết. Vậy đó, đó là cái gì đó. Bởi vậy Phật phá, từ ngày Đức Phật ra, thì cái toàn cõi coi như là từ đó tới sau, cái người ta mới biết cái sự coi như là phân biệt. Và đó, chấp trước, vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Đó, Phật dạy cái giáo pháp của Đức Phật là quá thầm thâm di diệu, đưa con người đi đến chỗ người nào cũng có thể thành Phật hết. Phật dạy mà, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, ai cũng có thể thành Phật được hết. Đó vậy đó, bởi vì ai tu, bởi vì Phật dạy mà, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, ai hành mới biết, ai đi mới tới. Vậy đó, nếu mà bất cứ người nào đó sang hèn, giàu nghèo, cao ốm mập thấp hay là xấu đẹp, bất cứ người nào nếu mà thật tâm mà tu hành, đương nhiên phải giải thoát. Con cảm ơn sư. Dạ. Chỉ trong vòng có 20 mấy phút mà sư đã đưa con đi về lịch sử. Đúng tìm rồi. Hiểu được Phật là ai. Đúng. Và vì sao Phật đi tu. Dạ. Cái bài học ngày hôm nay rất hay là con người có ba tâm. Đúng rồi, có ba cái tâm. Tâm vọng tưởng, tâm phân biệt, tâm chấp trước. Chấp trước. Đó. Thì nếu mà mình bỏ được ba cái tâm đó thì là Phật. Thì đời sống mình là Phật. Phật là mình. Tốt đẹp hơn. Ừ, Phật là mình. Mình đang thân khẩu ý. Ba điều thân khẩu ý. Phật đâu có nói láo, Phật đâu có nói ác, Phật đâu có nghĩ ác, Phật đâu có làm ác. Đó, thân khẩu ý mình giữ gìn, mình là Phật, Phật là mình. Chúa đâu có làm ác, Chúa đâu có nói ác, Chúa đâu có nghĩ ác. Thấy chưa? Bởi vì mình là Chúa, Chúa là mình đó. Mình là Phật, Phật là mình đó. Con cảm ơn sư. Cho giờ hôm nay chúng ta đã hết giờ trong vòng 20 mấy phút mà chúc Hồ được trở về một thời gian lịch sử. Học được cái bài học là có ba tâm. Mình phải bỏ những cái ba tâm không tốt kẹp đó. Xin cảm ơn quý vị khán giả của đài truyền hình SPTN.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con Du Tăng Thích Minh Tánh nguyện đem công đức lành hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều được trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.